Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng với kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Lũ quét tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã có 2 người chết và mất tích, 15 ngôi nhà bị cuốn sập. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, trận mưa rất lớn từ đêm qua đến sáng nay đã gây ra trận lũ quét rất mạnh tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ. Nhà cửa, tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi, giao thông tê liệt, mất điện toàn huyện. Trụ sở các cơ quan nhà nước, các ngành chức năng cũng bị nước nhấn chìm. Mưa lũ làm ngập và sạt lở nhiều đoạn trên tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi Tây Sơn, làm hư hỏng cầu tràn Sơn Hà, xã Tà Cạ. Địa điểm lũ quét cách thành phố Vinh gần 300 km, công tác tiếp cận từ tuyến đường quốc lộ 7A đang bị ách tắc, sạt lở đất ở địa phận qua dốc chó. Huyện Con Cuông sau nhiều ngày vẫn chưa thông tuyến. Sáng nay, ông Thỏ Bá Rê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn đã xảy ra trận lũ quét rất lớn. Theo đó, khoảng 7 giờ sáng nay, lũ quét lớn bất ngờ xuất hiện trên suối Hồi Giảng từ xã Tây Sơn đổ về khu vực xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén với quy mô lớn. Trận lũ ống cũng cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản của người dân. Tại địa bàn khối 1 thị trấn Mường Xén, nước lũ dâng cao, nước lũ từ thượng nguồn đổ về vẫn rất lớn. Chúng tôi thấy nhiều ngôi nhà và một số xe ô tô bị lũ cuốn về, hiện chưa thể thống kê được thiệt hại. Công tác chỉ đạo cũng gặp nhiều khó khăn do lũ chia cắt. Thông tin liên lạc đến các xã bị gián đoạn. Thông tin nhanh từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết lũ quét xảy ra từ rạng sáng khiến một người chết, một người mất tích, 15 nhà dân bị sập, làm ngập 50 ngôi nhà của người dân bản Hòa Sơn và thị trấn Mường Xén. Nhiều tài sản, xe cộ bị cuốn đi. Lãnh đạo địa phương đã sơ tán 25 người dân tại thị trấn Mường Xén đến nơi an toàn. Một số địa bàn đang bị cô lập, không thể tiếp cận được vì nước lũ chảy xiết. Tình hình rất nguy hiểm và phức tạp. Một số hình ảnh lũ ống lũ quét xảy ra tại xã Tây Sơn, xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn và người dân cung cấp. Nước lũ cuồn cuộn đổ về thị trấn Mường Xén. Người dân địa phương cho biết chưa từng thấy trận lũ nào kinh hoàng trong vòng hàng chục năm qua. Tài sản và nhiều xe cộ bị ngâm trong nước lũ. Lũ quét dữ dội, dai dẳng diễn ra từ lúc rạng sáng. Trận lũ đã làm ngập đường và nhiều nhà dân đã bị lũ làm đổ sập và bị nhấn chìm trong bùn đất. Đầu giờ chiều nay, ông Vi Hòe, Bí thư huyện ủy Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết nước lũ, sạt lở đất vẫn đang gây chia cắt hoàn toàn địa bàn hai xã Tà Cạ và Tây Sơn. Chính quyền địa phương đang phát huy phương châm 4 tại chỗ khẩn trương để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai lũ quét. Trước đó, sáng cùng ngày trên địa bàn xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn xuất hiện lũ ống lũ quét trên con suối Hồi Giảng đổ về với lưu lượng lớn. Theo thống kê ban đầu, lũ đã làm chết một người ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ và một người mất tích, làm đổ sập cuốn trôi 15 ngôi nhà của người nông dân ở xã Tà Cạ và địa bàn thị trấn Mường Xén. Mưa lũ gây ngập lụt tại các cơ quan, trung tâm chính trị, trung tâm dịch vụ nông nghiệp, nhà công vụ, Ủy ban Nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đội thi hành án huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn. Mưa lũ cuốn trôi 2 ô tô của người dân. Mưa lũ cũng đã làm ngập và sạt lở nhiều đoạn tuyến đường Mường Xén đi Tây Sơn, làm hư hỏng cầu vòm sắt Hòa Sơn, xã Tà Cạ. Tuyến quốc lộ 7 nối thị trấn Mường Xén với cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bị sạt lở ta luy dương, làm tắc đường, các phương tiện hiện không qua lại được. Đến đầu giờ chiều ngày hôm nay, mưa lũ làm cô lập hai xã Tây Sơn và Tà Cạ, trong đó bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ với 236 hộ trên 966 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn, chưa thể tiếp cận được. Ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết trận lũ quét xảy ra rạng sáng nay khiến một người chết. Nạn nhân là cháu bé 4 tháng tuổi tử vong do sập nhà. Trận lũ quét còn làm ít nhất 15 nhà dân ở xã Tà Cạ bị cuốn trôi, đổ sập và hàng chục nhà khác bị ngập. Trận lũ quét còn cuốn trôi rất nhiều tài sản của người dân địa phương. Theo ghi nhận của phóng viên tại xã Tà Cạ, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi hư hỏng, lũ rút đến đâu để lại lớp bùn dày lớp đến đó. Các loại gỗ tạp, rác thải nằm vương vãi khắp nơi.
hiện mưa đã ngớt, nước lũ đã rút, chính quyền đã hỗ trợ người dân dọn bùn đất đá do lũ gây ra, thiệt hại hiện chưa thể thống kê, ông Minh nói. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay, mưa lớn gây lũ ống, lũ quét và làm ngập cục bộ các nhà dân ở các xã Tà Cạ, Tây Sơn và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Mưa lũ làm cô lập hai xã Tây Sơn và Tà Cạ. Trong đó, bản Hòa Sơn và bản Sơn Hà thuộc xã Tà Cạ với gần 1.000 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn, chưa thể tiếp cận được. Kỳ Sơn là huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh khoảng 300 km. Hàng năm vào mùa mưa lũ, địa phương này thường xảy ra lũ quét. Trận lũ quét lần này được đánh giá có sức tàn phá kinh hoàng nhất trong vòng mấy chục năm gần đây ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Hiện nay, chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang đang tìm cách tiếp cận các địa phương bị cô lập nhưng gặp nhiều khó khăn do nước trên sông suối vẫn lớn và sạt lở đất vẫn rất phức tạp. Lũ quét tàn phá địa bàn xã Tà Cạ. Nhiều nhà dân ở bản Hòa Sơn bị lũ cuốn đổ sập. Lũ quét cũng gây thiệt hại lớn tại một số cơ quan hành chính công của huyện biên giới. Cán bộ ban chỉ huy huyện đội Kỳ Sơn bám địa bàn cùng chính quyền địa phương khắc phục hậu quả lũ quét. Nhiều tài sản bị chìm trong đất đá, nước lũ vẫn chia cắt xã Tà Cạ và Tây Sơn. Nhiều người dân vẫn còn bàng hoàng vì lũ quét. Chính quyền địa phương đang bắt đầu khắc phục thiệt hại tại những khu vực nước đã rút. Công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do lũ ống cuốn theo quá nhiều bùn lầy. Những ngày qua, ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão Noru trên địa bàn thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ xảy ra đợt mưa dông rất lớn, lượng mưa đo được hơn 200mm. Đến rạng sáng nay, nước lũ chảy xiết cuốn trôi một số ô tô của người dân, nhiều nhà bị đổ sập. Trận lũ xảy ra bất ngờ nên một số người dân phải trèo lên mái nhà để thoát thân. Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung huy động các lực lượng tham gia ứng cứu khắc phục hậu quả mưa lũ. Người dân kinh hoàng nhớ lại giây phút lũ quét phá nát bản làng. Thưa quý vị, trận lũ ống lũ quét xảy ra vào nửa đêm khiến người dân không kịp trở tay, chỉ có may mắn mới giúp được người thoát khỏi tử thần. Chiều nay, nước lũ đã giảm, nhưng các tuyến đường tại bản Sơn Hà, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đi lại vô cùng khó khăn vì ngập và sạt lở sau trận lũ quét vào rạng sáng. Anh Sồng Bá Cha, người dân ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ kể, những ngày trước trời mưa liên tục, đặc biệt đêm qua thì trời mưa khủng khiếp, nhưng chúng tôi không nghĩ là xuất hiện lũ quét như vậy. Lũ về trong đêm, khoảng 1 giờ sáng, cả gia đình đang say giấc bỗng nghe tiếng động lớn ầm ầm, vội mở cửa ra thì thấy nước cuốn theo đất đá, cây cối chảy cuồn cuộn trước cửa. Rất may là ngôi nhà của gia đình anh Sồng Bá Cha nằm ở chỗ cao nên không bị ảnh hưởng, nhưng toàn bộ sân vườn thì đã bị nước cuốn trôi. Sáng nay, anh Sồng Bá Cha tích cực hỗ trợ các hộ gia đình khắc phục hậu quả mưa lũ. Tuy nhiên, công tác này gặp nhiều khó khăn bởi một số nhà bị bùn đất vùi lấp quá dày. Lũ về như vậy thì chỉ có may mắn mới thoát chết. Đối với những ngôi nhà và tài sản đã bị nước lũ cuốn trôi thì xem như mất. Còn lại những nhà bị nghiêng hư hỏng thì bà con trong bản hỗ trợ dựng lại, dọn dẹp bùn đất, lau chùi đồ đạc để sớm ổn định cuộc sống. Anh Sồng Bá Cha chia sẻ. Ông Vi Văn May ở bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ cho hay, gia đình ông sinh sống ở đây hơn 40 năm nhưng chưa thấy trận lũ ống lũ quét nào kinh hoàng như thế. Cơn lũ dữ đã cuốn đi rất nhiều tài sản của bà con trong bản. Dù nhìn thấy tài sản trôi theo dòng nước bùn nhưng ai nấy đều bất lực trước dòng nước cuồn cuộn chảy xiết. Giờ nước rút dần, bà con bảo nhau chung tay hỗ trợ vượt qua khó khăn. Ông Vi Văn Mằn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Cạ cho biết, qua thống kê ban đầu, có 13 căn nhà bị trôi hoàn toàn, 19 nhà bị sạt lở, 3 ao cá bị trôi hết hoàn toàn. Trận lũ xảy ra vào rạng sáng nay trên địa bàn đã cuốn trôi một cháu bé 4 tháng tuổi ở bản Sơn Hà. Cháu bé bị lũ cuốn trôi là Mùa Ngọc Trờ, con của vợ chồng anh Mùa Xuân Tình. Căn nhà của vợ chồng anh Mùa Xuân Tình bị cuốn trôi hoàn toàn, ông Mằn nói. Trận lũ ống lũ quét đột ngột để lại hậu quả kinh hoàng đối với người dân xã Tà Cạ. Trước mắt, bà con trong bản đến từng nhà bị thiệt hại hỗ trợ chằng chống lại nhà cửa, thu dọn đất đá, cho nhà vệ sinh, đồ dùng sinh hoạt. Những gia đình thiếu lương thực, thực phẩm được bà con chia sẻ giúp đỡ. Ông Thỏ Bá Rê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn cho biết, trong ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung huy động các lực lượng tham gia ứng cứu khắc phục hậu quả mưa lũ. Tuy nhiên, công tác hỗ trợ khắc phục nhiều khó khăn do nhiều nơi bị chia cắt, nước ngập và sạt lở khiến nhiều tuyến đường không thể lưu thông. Huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương và lực lượng chức năng khẩn trương trong công tác khắc phục và tiếp tục thống kê những con số thiệt hại do lũ ống lũ quét gây ra, ông Rê nói. Trưa nay, trao đổi với phóng viên báo Giao thông, ông Nguyễn Việt Phương, trưởng văn phòng đại diện chi cục quản lý đường bộ 2, cho biết
đơn vị vẫn đang huy động thêm phương tiện máy móc để thông tuyến quốc lộ 7A đoạn qua km 110+350. Hiện tại đã có 3 máy múc loại lớn đang làm việc, đơn vị đang huy động thêm 2 máy nữa khẩn trương san gạt, hốt dọn đất đá sạt lở xuống đường để thông đường sớm nhất. Tuy nhiên, theo ông Phương, do mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến khối lượng đất đá sạt lở xuống đây rất lớn, ước khoảng 2.500 mét khối. Trong khi đó, hiện tại ở đây trời đang mưa to. Chưa kể đất đá ngấm mưa lâu ngày, nguy cơ sạt lở cao, anh em công nhân chỉ làm việc được ở bên ngoài, bên trong vì không đảm bảo an toàn nên chưa thể tiếp cận để triển khai làm việc. Đơn vị đang khắc phục mọi khó khăn thông đường sớm nhất để hết đêm nay các lực lượng tăng cường có thể lên với bà con vùng lũ quét ở huyện biên giới Kỳ Sơn, ông Phương cho biết thêm. Trước đó, mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều vị trí trên tuyến quốc lộ 7A bị sạt lở, mới nhất là đoạn km 207+400 và km 110+350. Sau khi nhận được thông tin, chi cục đã huy động xe máy đến các vị trí để khẩn trương thông đường. Hiện tại, vị trí km 207+400 các phương tiện có thể đi qua, còn đoạn km 110+350 thì vẫn đang được các công nhân khẩn trương thi công. Thưa quý vị, chiều ngày 2 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát đi công điện số 26, phát lệnh báo động 1 trên sông Bưởi. Hồi 13 giờ ngày 2 tháng 10, mực nước trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân là cộng 9,45m, dưới báo động 1 0,55m. Theo tin cảnh báo lũ trên sông Bưởi của Đài khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, tại văn bản số 73, dự báo mực nước sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân có khả năng đạt mức báo động 1 vào khoảng 19 giờ đến 21 giờ tối nay. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phát lệnh báo động 1 trên sông Bưởi, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Thạch Thành, Vĩnh Lộc triển khai ngay việc tuần tra, canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động, tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu, cống, dưới đê trên địa bàn, chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ đầu giờ. Thông tin báo cáo kịp thời về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.